chào cả nhà. Thì hôm nay Aries lại có mặt ở một cái quán khá là xinh đẹp ở trên cái hẻm 193. Các bạn có biết Đại học Hồng Bàng thì các bạn qua nhìn qua bên tay phải thì nó sẽ có một cái con hẻm đó 193. Ở ngoài trên, ở trên nó có cái bảng là trường tiểu học Lê Đình Chinh. Đó, một cái hẻm rất là lớn luôn. Thì các bạn ghé vào thử, chạy vào chút xíu thôi là thấy được cái quán màu xanh rất là xinh ở đây. Thì hôm nay là buổi sáng thì Ari đi review sương sương một cái quán cà phê sương sáng trước thềm Noel cho mọi người nha. Và hãy xem ở trong Lesi, đúng rồi, Lesi có gì nha. Let's go. Rồi, thì đây quán Lesi Coffee and Juice của mọi người là ở đây quán mở cửa rất là sớm nha, 7:30 là đã opening rồi, đến 10:00 lận nha. Thì các bạn nào mà chắc là gần đây, mình nghĩ là mở để cho các bạn sinh viên qua đây ngồi, hoặc là ở những cái trung tâm làm việc kế bên đây nè, người ta qua đây người ta chill buổi sáng hoặc là chill buổi tối. Ở đây cũng khá ồn nên mọi người thông cảm. Thì tới đây cũng không có cái mình để cái xe ở đây được, mình sẽ gửi xe ở một cái sân banh đối diện, ở đầu đối diện trong, ở lộn, trong cái góc hẻm này đó. Thấy chưa, thấy chưa? Thì các bạn gửi xe trong đó thì chắc là miễn phí á, mình cũng mong là vậy, nhưng mà mình cũng chưa biết nữa. Thì chắc là bây giờ mình vô quán nhờ, rồi mình order xong rồi mình ra ngoài mình quay review tiếp cho mọi người nha. Vô. Order xong đồ ăn thì ở lộn, nước uống 2 ly cho Mr. Wifi 1 ly nữa. Thì hãy qua đây xem cái thành quả của Aries order nha. Ta-da. Siêu đẹp, siêu dễ thương. Đây, đây, đây. Đây mọi người ơi, đây. Mọi người đây, mình có hỏi chị chủ quán thì cái ly này là Cherry Blossom, thì đó là kiểu signature của quán luôn. Còn cái này là Aries thử một cái dạng berry coffee mà dạng tonic nữa. Thì buổi sáng mà cũng hơi có tonic chút xíu thì nó cũng hơi không tốt, nhưng mà mình cứ thử thôi tại vì mình không biết là cái vị nó như thế nào. Thì ở đây là có cherry với lại macchiato. Thì ở đây là cà phê, đây là không phải là cà phê mà phin mà pha dạng bình thường. Ở đây là dạng cà phê ủ lạnh. Thì không biết là Aries, không biết là mọi người có biết cà phê ủ lạnh như thế nào không ha. Thì ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, kể cho một cái câu chuyện là cà phê ủ lạnh cho mọi người biết. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Đó, cà phê ủ lạnh có nghĩa là sao mọi người? Để che bớt mỡ lại cái. Rồi,
cà phê ủ lạnh ở đây á, là mỗi cái công đoạn á mà người ta làm á đều là lạnh hết. Giống như là thay vì mọi người thấy cà phê phin là người ta sẽ đổ nước nóng vào, thì thay vì như vậy người ta sẽ đổ nước lạnh và ủ lạnh cái cà phê đó để cho cà phê này ra được cái chất cà phê. Thì khi mà Ari thử cái cà phê ủ lạnh ở một chỗ khác á, thì nó có cảm giác như là nó dễ uống, với lại nó như là cái thằng mọi người có thấy là biết espresso với lại kiểu của mấy cái thằng cà phê pha máy á, nó sẽ đi chang chang giống vậy á, nhưng mà không có bị đau bụng đâu nha. Cà phê ủ lạnh không bị đau bụng đâu nha, rất là thơm luôn. Mặc dù nó là ủ lạnh nhưng mà nó thơm ngang ngửa như cái thằng cà phê phin vậy á. Ok thì quên cái ống hút để đằng kia. Thì chút nữa Eric sẽ thử cái nước này để xem cái vị nó như thế nào, review với tiếp cho mọi người. Thì bây giờ mọi người hãy cùng Eric khám phá một số view của Lucy. Ok. Thì LC có cái lầu ở trên nữa. Thì ở đây trong sảnh của LC đây, như những không gian mọi người thấy khá là chill ha và sáng. Và ở đây LC hôm nay đã trang trí Noel này nè, xinh xắn chưa đó. Đây mình đi ra một vòng cho mọi người xem hết rồi nha đó. Rồi ok, bây giờ lên lầu. Mà biết được lên không? Chắc được, để lên. Well. Xỉu mọi người ơi, xỉu. Đây. Bắt hù rồi má ơi. Ủa vậy hả? Đến chụp hình. Ôi xinh quá mọi người. Ủi. Ồ. Giờ không có ai nên mình sẽ quậy xíu giống vậy chưa. Ê, ở trong đây là có bản đồ, thì ở không gian ngoài đây là lấy vòng, ở đây là bán gì nhỉ? À, vòng phong thủy mọi người, ở phía trong là bán vòng phong thủy nha, mà đang sale 10% chứ em rồi có tiền mua đâu. Có ở đây nè, không gian ở đây thôi, chỉ có đây. Thì nếu mà mình ngồi đây mình có thể ngắm được cái cảnh ở dưới, hoặc là mình thấy được mấy cái treo lơ lửng như thế này nè, cũng vui. Nhưng mà chắc là người ta lại thích ngồi dưới cái sảnh dưới hơn, tại vì nhìn nó dễ chiêu hơn. Chứ ngồi trên đây thì không có cái gì. Ở trên đây có đúng một cái view duy nhất nè mọi người. Đây. Đó. Xẻo chưa? Đó. Thấy chưa, thấy chưa? Ở trên đây thì có một cái view này thôi, hoặc là mình có thể ngắm cái tầng lơ lửng nha. Chắc là khi nào ở dưới mà hết bàn á thì mọi người mới lên đây ngồi thôi, chứ trên đây thì hơi buồn. Rồi chụp nhẹ tấm hình đây nha. Dừng.